Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio, kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đúng hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay em giới thiệu về anh em một số mặt hàng hôm nay gồm có loa monitor và loa hạt ti và mấy cái radio đài AM/FM. Dòng này hàng chính hãng Sony và Sony anh em và Panasonic. Nói chung đồ nhà đồ hàng chính hãng của Nhật nha. Thì xíu em sẽ giới thiệu về chi tiết. Và một bộ loa vi tính là Hiobot nha anh em ha, Hiobot nha. Thì đây thì em giới thiệu lại cho anh em nha. Đây là cái radio anh em ha. Còn đây thì một cặp loa dưới là Alexis anh em. Dưới AT, trên thì dòng loa monitor, nó về loa không. Chút nữa em sẽ giới thiệu về chi tiết về cái loa đó anh em ha. Tại do nó nằm cao quá, giờ em chú ý trước mức em giới thiệu về anh em mấy cái radio trước cho anh em xem. Đầu tiên mấy radio này thì lúc trước em bán rất là nhiều anh em, hôm nay nó mới về lại nha. Nói chung nó cũng mới có lại thôi. Thì anh em nào có nhu cầu cần là vô thì liên hệ mấy cái này nha. Nói chung cái này cũng có được vài cái anh em. Nên nói chung anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ha. Nói chung dòng này hàng bao chạy, bán ba bao chạy nha anh em, bao xài nha. Nói chung là bao xài anh em nào có nhu cầu chơi. Và ở dưới có một cái laptop luôn, sẵn em bán cái laptop luôn anh em ha. Thì đây thì anh em cũng thấy đây là thằng mấy radio ha, thì em được 2 4 5 6 7 8 9 10 11 cái. 11 cái radio hôm nay em bán 11 cái anh em nha. Thì anh em nào mua cái nào cũng vẫn bán nha anh em. Ở đây cái này radio anh em. Cái mấy cái này là mới về anh em nên chưa có lau chùi, nói chung là em chưa có lau vệ sinh anh em ha. Đây thì anh em thấy cái này lớp keo nó nha. Thì anh em đi dòng Sony nè. Sony là xịn nha anh em. Thì dòng nó hàng nó để là made in China, nhưng dòng này nó lắp ráp tất cả đều China. Thường thường dòng China nó ráp China nó mới có FM là 1.8. Và nếu mà nó ráp bên thằng Nhật thì nó là FM nó chỉ 90 thôi. Nói chung nên mình chỉ cần tới là cần là hàng hàng một FM 1.8 là full. Nói chung anh em đã chơi FM thì dòng hàng chính hãng là anh em cứ yên tâm đi, giống như thằng iPhone nó cũng là made in China thôi. Nhưng mà nó vẫn là iPhone, còn là Sony nó vẫn là Sony. Nó vẫn là hàng bên China nên kệ nó vẫn là một thứ. Nhiều cây thì nói chung em nhập lúc trước số lượng nhiều, cũng có nhiều cây nó để minh băng, nhưng mà mình tháo ra cái ruột bên trong vẫn thứ anh em, vẫn y gan không khác gì chẳng. Thì đây thì radio Sony anh em ha. Cái con này thì ICF-B20. Con này có cây này về, con cái cây này thì gãy anten nha. Dòng cái lô dưới này về đa số gãy anten nhiều. Ví dụ cây nào gãy gãy anten thì em bán gãy lại. Thì cái cây này thì em bán anh em nào có nhu cầu chơi cái này thì em bán 200.000 cây nha. Cây này 200, gãy anten này 200. Còn nếu mà có anten nó đầy đủ luôn á thì em bán nó 300 anh em. Cái này 200 nha, dù anh em về mua mua cái anten thay vô, anten nhỏ xíu gắn vô. Còn anh em không thay thì sẽ FM nó sóng yếu. Gì còn HM thì bình thường. Anh em lưu ý nha. Mấy cái này chạy bình thường nha anh em. Bao chạy nha. Hàng này nói chung là mà hàng em đã test cho ghi bỏ pin vô là hát rồi đó. Nói chung là hát ok đó. Là đây là cây con B20 nha anh em, con bên đây nha. Đó, 200.000 một cây gãy anten. Đây là cái Sony. Sony FM108. FM108, cái này nó về model nó là này cũng China luôn nha anh em. Để em coi model nó đâu. Model nó là S10 anh em, S10 ha. Cây này nằm phía bên đây. S10 ha, cây nằm ở đây nha. Và đây cây Sony, cây này cây nằm nha. Sony này cây CF8. Cây này còn tên full. Cái này nó có cái đồ gắn cái gậy vô để mình máng vô. Này cũng bên Nhật làm nha. Cái này bình thường. Bình thường anh em, cái này 300.000 anh em. 300 anten này đủ 300. Còn cây này thì mấy cây nào mà gãy anten. Cây này cũng gãy anten anh em ha, mất anten. Thì 200. Anh em mua về mua anten lắp vô. Cái anten ngoài chợ nó bán về chục ngàn à, nhưng mà phải bỏ công ra làm đó. Còn đây CF9 anh em. Đầy đủ ha. CF9. Nói chung dòng này FM 1.8 hết nha anh em. Này thì cũng 300 luôn. Tại vì lúc trước mấy con này giờ mua vô nó cũng hơi cao nên giá nó bán là lời con vài chục ngàn anh em. Cái này là Panasonic B55.
FM18. Con này gãy anten luôn. Gãy anten nha anh em. Nói chung cái máy cái này về gãy anten nhiều lắm. 200, cái này 200. Cái này FM rất hay nha. Panasonic này anh em, Panasonic nha. B55. Bỏ cái này đi ha. Và đây là cây Sony. Cây Sony B20. B20 anh em. Cái này thì nó gãy anten luôn. Cái này gãy anten nhiều lắm. Này anh em nào cũng mua anten thay vô hả? Nó hát bình thường anh em. Cây bên đây ha. Cây bên đây. Cây B21 gãy anten luôn anh em. Gãy anten luôn ha. Rồi. Bên đây luôn. Vào đây. Thì đây là một cái cây của thằng Sony FM108. Cây này cũng gãy anten luôn. Gãy anten này nè. Anten luôn 200.000. Nói chung thời điểm 200.000 là cái cây này là rẻ đó anh em. Và ở đây thì FM108 thường mấy cái cây này mà hàng mấy radio hàng Trung Quốc thôi, giờ nó bán nó cũng gần 200, mà để mua cái này xài tiếng sướng hơn, tiếng nó trong hơn hay nhiều. Cái này anh em muốn xem gì bên trong cái ruột nó thì coi lại cái video mà em đăng lúc trước là để tháo bên trong anh em xem đó. Bên trong nó lo nó linh kiện rất là xịn sò, nói chung đồ hàng chính hãng, nói chung là hàng chính hãng anh em yên tâm đi. Kệ nó còn diễn lắp đâu, kệ bà nó, miễn sao hàng chính hãng là mình chơi. Sony S10. Và ở đây thì cái con này thì radio cầm tay anh em, cái con này nhỏ xíu nha, xài pin tiểu nhỏ xíu luôn anh em. Cái này giọng nó bỏ túi nè. Này nó nhỏ hơn một nửa, nhỏ hơn một phân xíu hơn cái radio này anh em ha. Nhỏ hơn này ha. Nhỏ hơn một tí nha. Con này rất gọn nha. Con này dòng đĩa nghe phone cũng được nữa. Này Panasonic. Dòng này hàng này là như cây này thì lắp mini băng này anh em, mini băng này. Mini băng ha. Này mini băng. Này thì nó sẽ pin nhỏ xíu nằm đây nè. Pin nhỏ xíu nha anh em, pin nhỏ xíu nằm đây ha. Nó pin vô đây. Này Panasonic nha. Cây này xài đầy gà đài nó bằng điện tử. Vẫn hát bình thường, nó test rồi. Nằm đây anh em ha. Rồi em để tới đây cái cây này thì thằng FM108 luôn nha. 108 luôn. Này không có hiệu, cái này dòng turbo. Sa băng, turbo da băng nè, turbo. Cây này turbo gọn. Tiếng cũng được. Turbo. Mấy máy nhỏ turbo anh em ha. Và sẵn đây em tháo cái mở cái mở cho anh em coi cái cỡ đây hàng quá nó về hơi chậm anh em nên thì lâu lâu ra đăng hàng tí anh em ha. Còn đây thì nói về cái laptop anh em nha. Laptop này thì lúc trước em có hai cây, nhưng mà cây này thì em nói chung đẹp nha anh em, mấy cây này đẹp long lanh, nói chung là đẹp đó. Đây để em mở lên nha anh em nhìn lên nha, mở lên ha. Đó, đẹp nha anh em, nói chung là hàng đẹp nha. Cái này đẹp thì để em mở lên cho anh em xem nha. Đây anh em xem nha. Isu nha anh em. Cây này su anh em. Thế rồi cái này em đã cài pin nha anh em, pin 10 nha. Này là pin 10. Pin 10 nha anh em. Cái này là Fuji su anh em. Cái này đọc hơi nó hơi khó tí. Rồi để em cái này thì anh em nào mua ha, về thì trong đây em đã cài đặt sẵn anh em. Cài nhạc, cài này kia có sẵn trong đó hết. Đây anh em xem ha. Ra đây nè. Nè đây cho anh em coi cấu hình nha. Cấu hình nha. Này anh em coi cấu hình đó nha anh em. Đấy, cái này tại đây thì anh em xem ha. Nó là con i3 nha anh em ha. i3 này nha. Để em gom cho nó mạnh ra. Đó anh em. Tại do này mình quay cái điện thoại dưới này nó bị khác cái tần số nên nó bị sọc nha. i3 400 CPU 24 RAM 4GB anh em ha, 32 bit. Rồi xong, đây là pin 10 anh em, pin 10 này ha. Pin 10 này nha. Cái này thì đẹp, nói chung hàng này da băng nha anh em, hàng da băng nha. Hàng này da băng à. Thường laptop China nhiều lắm, nhưng mà nó dòng này nó gấp gấp tại Nhật.
Thì cái này thì nó ổ cứng ở đây là 385, bên đây nó mà 80 như là 400 mấy là 500. Ổ cứng nó SD nha anh em, dòng này SD nha, màn hình LED nha anh em, màn hình LED nha. Để em múp lại nha, múp lại ha. Rồi đây, đây là anh em, này hàng siêu thị Nhật về nha anh em. Siêu thị Nhật về nha. Đây nói chung một bụi nha anh em, nói chung con này mới, mới lắm mới luôn. Đây, thì ở đây phía sau nè anh em, phía sau nó nha. Phía sau nó nha. Để em zoom nhỏ lại ha anh em, zoom nhỏ lại. Đây. Đây anh em xem ha, hàng Mizuban anh em. Là Mizuban anh em ha, Mizuban nha. Cái này thì nó ghi phía sau này mấy cái chữ này nè, model nó đâu, này nguồn autosin theo máy luôn nha anh em, nguồn của nó đúng của theo máy luôn, nó xài nguồn autovol nên mình xài điện cho 10-22 vẫn được hết cho nha. Cái này A574 gì nè. Hàng này cho băng nó về nha anh em, hàng cho băng về. Màn hình LED. Này 14 mình mấy anh em, nói chung đẹp. Con này thì đẹp nha anh em. Rồi. Anh em nào mua laptop này hiệu Sushi này hàng Nhật nha. Gia băng. Cái này em bán anh em giá 2,5 triệu. 2,5 triệu nha. Hàng này anh em yên tâm đi, em đang xài. Em đó là cái phong cảnh đó đây. Xin của thằng Su luôn. Nói chung là rất đẹp anh em ha, rất đẹp đó. Rồi âm thanh nó cũng rất là hay anh em ha, âm thanh rất là hay luôn. Và bắt đầu em đã tháo máy ra, em làm chi tiết về cho anh em xem cái nói về chi tiết về mấy cái loa này. Đây thì cái bộ loa vi tính hiệu Boss nha anh em, hiệu Boss nha, hiệu Boss luôn nha. Và ở đây thì nó cũng em có một cái thằng này nè anh em, thằng eBot ha, 32GB, 30GB cho anh em, 30GB này nha, 30GB ha. Thằng này thì anh em ghim cái này vô xài là ngon luôn. Trên đây thì nó là dòng tất cả đều là cảm ứng bằng tay mình, rút qua rút lại nằm đây hết á anh em. Thì cái này dòng 32GB thì bên em cũng cài sẵn nhạc rồi. Đây mình cứ chọn nhạc quốc thôi. Thì anh em nào có mua nhu cầu mua cái này thì em bán cũng là 300 ngàn nha. Nói chung hôm nay cũng kiếm những mấy dòng gọn gọn về để cho anh em chơi. Cái này là bộ vi tính Boss. Và tiếp sau đây thì nói về anh em về cái thằng Alexis. Đây thì anh em nhìn Alexis, dòng này Alexis Monitor nha anh em. Alexis Monitor. Dòng này là Studio này ha. Nói chung cặp này về tuyệt vời đẹp, phải nói là đẹp long lanh, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Và dưới đây thì thằng Alexis, một cặp này thì nó dòng lo công sức, có một cái thì mất cái logo, một cái thì cái lỗ mũi xấu, nó bị mớp anh em, này nó bị mớp vô đó, rồi em lấy băng keo em giật ra một cái rồi nó gách luôn, nó xấu đau luôn. Rồi đó, này ví dụ như muốn đẹp thì thay cái màng, thay cái mũi khác vô, mũi này đem ra thợ lo thay vô bình thường thôi. Bây giờ nó bên đây thì cái này đẹp. Thì cái cặp này thì lo có công sức nha anh em. Hiện tại giờ về một cái thì nó lên nguồn, còn một cái thì nó không lên nguồn, nhưng cái này bị mất cái tem không lên nguồn nè. Còn nên đây là cái lo không lên thì ghim vô hát thôi. Giờ mày lo kiếm mâm mà phía sau này em ha. Phía sau đây nè, đây là phía sau đó anh em. Phía sau này nha anh em. Thì anh em đây sẽ thấy nè, dòng nó phía sau có một lo trên này nha. Alexis, dòng này lo Los Angeles nè, California nè, lo là 4 ohm nè, công suất thường là 120, công suất max là 200W. Này monitor on one, đây, dòng này lỗ thông hơi phía sau. Thì và dưới đây thì cái cặp lo Acti, lo Acti dưới đây này ha, lo Acti nè. Dòng này lúc trước em bán rất là nhiều, nhưng bây giờ nó mới về lại. Alexis MM1 Acti, dòng monitor. Lo cũng là cũng phụ kiện âm là kim điện như đây. Thì một cái này thì như cái này mất nguồn nè. Em tháo ra cho anh em xem luôn. Sẵn em tháo bên trong cho anh em xem về cái lo bên trong. Cái dòng này cực kỳ gấu anh em. Hay á. Rồi em mở ra nha. Mở ra trong. Thì đây anh em sẽ thấy. Ô sao cái nguồn có ghi nè. Alexis nè ha. Ở đây nó chạy mấy con C nè.
một con thì đánh súp, một con thì đánh chép ha. Mấy dòng này IC mới giờ nó, thì đây là bộ nguồn, đây bộ nguồn anh em ha. Nó đây thì bo công suất của nó, và ở đây thì bên trong cái lo anh em ha, lo nó bên trong lo nó nha, lo nó cũng là nó cũng để Alexis đồng hoàng anh em ha, là Alexis này nha, để cho nó xuống chứ cho anh em xem. Nó lo nó lại đây là Alexis anh em ha, Alexis nha. Dòng Alexis này là hàng của Mỹ nha anh em. Ở đây hai lỗ thông hơi có lỗ chép phía trong, lỗ chép phía trong. Nói chung cái dòng này cũng chép rất là to, cũng chép nó bằng cái mặt luôn á. Nó là lo chép đơm nha anh em. Bên đây cũng vậy nè ha. Bên đây thì volume lớn nhỏ này ghim gắt 6 ly và canh 5 vô. Này nút nguồn. Đó, dòng Alexis thì nó là hàng California anh em. Cái dòng này hàng Mỹ về á, Mỹ luôn anh em. Cái dòng này hát hay. Nói chung dòng này thì thương hiệu nổi tiếng nha anh em, nổi tiếng luôn á. Để em sẽ dùng, anh em nào có nhu cầu chơi mấy dòng lo này để mình làm cái mâm hoặc là nghe nhạc rất hay. Nói chung rất tiếc, cần có rất tiếc không có một cái về bị mất nguồn ha. Thì ví dụ anh em nào lấy cái cặp này ti này nó mất nguồn thì em bán bằng cái cặp trên luôn, tại vì ti mắc hơn, nhưng mà giờ em bán giống như là một cái chạy cái không, anh em về tự xử đi. Cái này giống như về mình không xài được thì mình lấy làm lo cũng được, nhưng mà cái đó nó hư nguồn nó sửa được nha anh em, sửa được. Dây cầm trên thì motor on one rất đẹp, cặp này trên rất đẹp mình nha. Dòng kiếm mâm thì nó để nằm ngược lại nha, thì nên cái chữ để ngược này anh em, nó nằm xuống. Còn cái mấy dòng này thì để đứng được nha, còn cặp này để nằm xuống. Dòng monitor nói chung là đẹp, mấy dòng này rất là đẹp nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu cần những dòng lo này thì liên hệ. Hôm nay về được hai cặp đó, thì hôm nay thì bên đây Gario được 10 cái anh em ha, với một cái laptop, với một cái máy iPod và một bộ lo vi tính hiệu Boss sẵn đây giới thiệu luôn. Rồi xong, anh em nào có nhu cầu cần cái gì thì liên hệ bên em những mặt hàng hôm nay. Và em cũng kết thúc video hôm nay anh em ha, hẹn những anh em những video tiếp theo nha. Xin chào.